bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Khi Hầu Vương học được phép đạo trở về Thủy Liêm Động, diệt trừ được hỗn thế ma vương cướp được thanh đại đao, ngày ngày diễn tập võ nghệ, dạy bọn khí nhỏ chặt che làm gậy, xẻ gỗ làm đao, cắm cờ xí thổi kèn giáo, khi tiến khi lùi, đóng dinh hạ trại. Chợt một hôm, sau khi tập trận xong, Hầu Vương ngồi lặng suy nghĩ rồi bảo Chúng ta ở đây e làm chơi khéo rồi thành ra sự thực Sẽ kinh động đến vua chúa trên đời Hoặc có vua chúa các loài cầm thú nhận thấy điều xúc phạm ấy Họ sẽ cho đà ta luyện binh làm phán Cất quân đến đánh Lúc đó các ngươi toàn gậy che dao gỗ Địch làm sao nổi Phải có gươm dao sắc nhọn mới đánh lại được Nhưng biết làm thế nào bây giờ Bọn khỉ nghe nói cả thầy đều sợ hãi Đại vương thật là người nhìn xa trông rộng Nhưng lấy đâu ra gươm giáo Đương khi bàn Có bốn khỉ giả Hai con là khỉ ngựa đỏ đít Hai con là khỉ vượn thẳng lưng Chạy đến trước mặt nói Nếu đại vương muốn rèn những thứ binh khí ấy Thật tốt cũng rất dễ thôi Dễ như thế nào? Bên phía đông chỗ núi chúng ta ở có một khoảnh nước hai trăm dặm thuộc địa giới nước Ngạo Lai. Trong nước ấy có một vị vua trong thành rất đông quân dân. Hắn là có thợ làm các đồ vàng bạc đồng sắt. Tại vương đến đó, hoặc mua hoặc thuê họ rèn cho binh khí đem về đây dạy chúng con diễn tộc, giữ lấy khoảnh núi này mới là kẽ giữ yên ổn lâu dài đấy. Ngộ không nghe xong rất mừng các ngươi ở đây chơi đùa với nhau, đợi ta đi về xem sao. Hầu vương liền dùng phép nhào lộn bay mây, một lát đã đến chỗ khoảnh nước hai trăm dặm. Quả nhìn thấy có một khu thành trì, sáu phố ba chợ, vạn nhà nghìn cổng, kẻ đi người lại thật là cảnh tượng thanh bình. Mộ không nghĩ thầm. Đây hẳn có chỗ chế sắn ra binh khí, ta xuống đợi mua của họ mấy thứ chỉ bằng dùng phép thần thông tìm lấy mấy cái nghĩ thế tay bấm quyết miệng niệm thần chú hướng về phía đông nam hít một hơi vào miệng rồi lại thở ra thành ra một cơn gió lốc tức thì cắt bụi tung bay mù mịt cơn gió thổi bốc lên làm kinh động đến ông vua nước ngạo lai phố giá đều hoảng sợ vội vàng đóng cửa không ai dám chạy ra ngoài đường Ngộ không mới từ trên mây nhảy xuống Đi thẳng vào cửa chiều tìm chỗ để binh khí Mở kho ra xem Thấy có nhiều thứ Đao, gươm, giáo mác búa, rìu, cung nỏ Không thiếu một thứ gì Hầu vương mừng nói Một mình thì mang được bao nhiêu Chỉ bằng dùng phép chia thân ra mà khuấn vác lấy Hầu vương liền nhổ một nắm lông Bỏ vào miệng nhai nát Phun ra niệm thần chú hồ, biến biến thì có ngay trăm nghìn chú khỉ con xuống chít tranh nhau cướp lấy binh khí. Con khỏe thì mang được dăm bảy cái, con yếu thì mang được hai ba cái. Thấy lũ khỉ con khuân hết cả kho binh khí rồi, Hồng vương nhảy lên mây làm phép, biến thành một trận gió to đưa bọn khỉ con cùng về. Bọn khỉ ở núi Ho Quả đương chơi ngoài cửa động, chợt nghe tiếng gió, thấy trên lưng trời không biết bao nhiêu khỉ mà kể. Chúng sợ hãi chạy trốn lung tung, một lát, hồ vương từ trên mây xuống thu mây mù lại, dùng mình một cái, thu lấy nắm lông, đem các binh khí quảng ra thành đống ở trước núi. Rồi hô bày khỉ ra lĩnh. Bọn khỉ nhìn ra thấy ngộ không đứng một mình ở trên đất, vội nhảy ra chạy lại cúi đầu hỏi chuyện. Ngộ không kể lại việc dùng phép gọi gió đi lấy binh khí. Bọn khỉ đều khen ngợi, tránh nhau cướp lấy gươm giáo, lấy cung lấy nỏ hò hét vui chơi, múa máy hết cả một ngày. Ngày hôm sau, Hồ Vương lại giảng quân tập trận, tập hợp hơn 4 vạn 7 nghìn khỉ, làm kinh động đến ma quái trong khắp khu rừng. Các loài hổ báo, hương nai, trồn cáo sư tử, voi gấu, đười ui, sơn dương, lợn lỏi, và các ma vương của 72 động đều đến lạc trào. Tôn Hầu Vương nực tôn làm chúa, hàng năm đến chiều cống và điểm danh. Có kẻ theo vào ban đi tập luyện, cũng có kẻ từng mùa đến nộp lương thực. Rất chi là nghiêm chỉnh đều đặn. Giải núi hoa quả lúc này giống như thành vàng lưới sắt. Yêu vương các nơi lại đến đây dân chiêng trống, cờ thêu áo giáp, mũ trận đi lại rộn dịp. Tất cả ngày nào cũng tập trận luyện quân. Hồ vương đương vui vẻ, bỗng nhiên nói với mọi người các ngươi cung nỏ nó đã thuộc binh khí đã tinh thông nhưng ta còn không với ý bởi cái thanh đao của ta quá kình càng nặng nề biết làm thế nào bốn khỉ già thưa đại vương là tiên thánh không nên dùng thứ binh khí thường nhưng chẳng hay đại vương có xuống nước được không ta từ sau khi đắc đạo có công tu luyện được 72 phép biến hóa địa sát biết phép thần thông đi mây về gió không gì sánh bằng ẩn mình, tránh mình, cất mình lên, thu hình lại. Lên trời cũng có đường, xuống đất cũng có lối. Bước vào mặt trời, mặt trăng không có bóng. Xuyên vào vàng đá, không vướng mắc gì. Xuống nước không bị chìm, vào đám lửa vẫn thản nhiên. Chỗ nào mà chẳng đi vào được. Đại gương đã có phép thần thông như thế. Thì ngay bên dưới cầu sắt của chúng ta kia, nước thông ra Long Cung ở ngoài biển Đông, đại vương nên xuống Long Cung tìm lão Long Vương, muốn hỏi lấy thứ binh khí gì cũng có, tất được vừa ý. Được, để ta đi xem. Bèn chạy đến đầu cầu dở phép tay bắt quyết niệm thần chú mở khóa rẽ nước, đi thẳng xuống đến đáy biển đông. Đường đi, chợt thấy có một quỷ dạ xoa đang tuần biển. Dạ xoa liền giữ lại hỏi. Người ré nước xuống đây là vị thần thánh nào đấy? xin nói rõ cho biết để báo người ra đón tiếp ta là thánh do trời sinh ra ở núi hoa quả gọi là tôn ngọ không là láng giềng thân cận với long vương nhà ngươi sao ngươi lại không biết dạ xoa nghe nói vội vàng vào thủy cung báo thưa đại vương ngoài kia có một vị thánh trời sinh gọi là tôn ngọ không ở núi hoa quả nói là hàng xóm với đại vương sắp đến đây thăm Long Vương biển Đông là Ngao Quảng, vội vàng đứng dậy, cùng con rồng cháu rồng, lính tôm tướng cua ra cửa cung đón. Xin mời Thượng Tiên vào. Ngộ Không vào Long cung hai bên chào nhau, ngồi xuống uống trà xong, Long Vương hỏi: "Thượng Tiên tu bao lâu đắc đạo, học được những thứ phép tiên gì?" Từ sau khi sinh ra ta đi tu hành đắc đạo bất sinh bất diệt Nay đang luyện tập cho con cháu để giữ sơn động Lại khuôn nỗi không có binh khí Vẫn nghe ông anh láng giềng hiền hậu Ở nơi cung vàng nhà ngọc đây có thừa nhiều binh khí thần thông Nên ta đích thân đến xin ngài một cái Long Vương nghe nói không dám từ chối Tức thì sai quan cá chê lấy một thanh đao lớn dâng lên Lão Tôn không biết dùng đao, xin cho thứ khác long vương lại sai đại úy bạch tuộc dẫn lực sĩ lươn khiêng ra một cái cào chín răng ngộ không nhảy xuống đỡ lấy trong tay đi cho một đường võ rồi bỏ xuống nói nhẹ lắm nhẹ lắm lại không vừa tay xin cho thứ khác ngài xem chưa kỹ cái cào này nặng đến ba nghìn sáu trăm cân kia đấy không vừa tay không vừa tay long vương trong lòng sợ hãi lại gọi đến đô đốc cá ngạch tổng minh cá chép khiêng ra một cây thiên phương hỏa kích. Cây kích này nặng 7200 cân. ngỗ không trông thấy chạy đến gần, nhấc lên múa mấy vòng, đánh hai miếng rồi cắm ngay giữa chỗ ngồi. Vẫn còn nhẹ. Lão Long Vương càng sợ. Trong cung tôi chỉ có cái kích này là nặng, ngoài ra không còn thứ nào nữa. Người ta thường nói, chớ lo Hải Long Vương không có vật báu, Ngài cứ cho tìm lại xem, nếu có thứ nào vừa ý, ta xin nhận ngay. Quả thật là không có nữa. Long Vương đương nói thế thì phu nhân và con gái ra nói. Thưa Đại Vương, trong gia vị thánh này không phải là người thường. Trong biển ta còn có một khối sắt thần thiêng quý giá ở đáy thiên hà. Mấy hôm nay thấy có ánh sáng chiếu rực lên có lẽ là điềm báo trước được gặp vị thánh này chăng? Đó là khi đại vũ trị thủy dùng khối sắt ấy để đo sông biển nông sâu. Thứ ấy là sát thần, dùng thế nào được? Dù vị thánh đây dùng được hay không dùng được, cứ đưa cho ngài. Mặc ngài sửa lại, miễn sao đưa được khỏi ra cửa cung thì thôi. Long Vương y lời, quay lại nói rõ với Ngộ Không. Ngộ không nghe xong nói Xin đem ra đây cho ta xem Long Vương khoa tay nói Khiêng lên không được Gánh đi cũng không được Thượng tiên phải đích thân đến mà xem Ở đâu? Xin ngài dẫn ta đi xem nào Long Vương dẫn ngộ không đến cái kho giữa biển Đang đi Chợt đã thấy muôn vàng ánh hào quang Long Vương chỉ về phía sáng nói chỗ có tia sáng kia chính là chỗ để khối sắt ấy ngộ không vén áo chạy lên trước cầm lấy xem thì chính là một cột sắt ước to bằng cái đấu dài hơn hai trượng ngộ không hai tay nhấc lên cái này hơi to lại hơi dài phải sửa lại cho nhỏ và ngắn đi mới dùng được ngộ không vừa nói dứt lời thì bảo bối ấy bỗng ngắn đi hai thước nhỏ đi một gang tay ngộ không lại cầm đảo ngược lên nói nếu nhỏ đi tí nữa thì càng tốt. tức thì bảo bối lại nhỏ đi mấy phân. ngộ không hết sức mừng rỡ đem ra khỏi kho biển, thấy cây sắt đó hai đầu bịt vàng, giữa là một đoạn sắt đen, gần ngay chỗ bịt vàng có một hàng chữ gậy như ý bịt vàng, nặng một vạn ba nghìn năm trăm cân. tức cần thiết bỏng, ngộ không mừng thầm thứ bảo bối này thật là vừa ý ta vừa đi vừa niệm thần chú đảo ngược cây gậy lại ngắn đi thêm tí nữa thì tốt đem ra ngoài thì chỉ còn dài độ hai trượng chu vi to bằng miệng bát ngộ không dùng phép thần thông múa gậy truyền về thủy cung làm cho long vương rún sợ và đám rồng con rồng cháu hồn bay vách tán còn các loài thủy tộc, rùa, cua, ba ba, cá kình, ngao tôm đều có cổ rực đầu ẩn nấp. Ngộ không cầm thứ bảo bối ấy trong tay, ngồi đối diện với Long Vương. Đa tạ thịnh tinh của ngài. Không dám, không dám. Khối sắt này tuy dùng được đấy, nhưng còn một điều. Thượng tiên còn có điều gì? Nếu không có khối sắt này thì thôi Này ta đã mang nó ở trong tay Mà trên mình lại không có quần áo xứng đáng Thì làm thế nào Ngài xem ở đây có bộ giáp nào mặc được Tìm cho ta một bộ Ta sẽ rất cảm ơn Cái đó chúng tôi không có Một cách không xin hai chủ Nếu không có Ta cũng nhất định không về Tiền thượng tiền đi sang biển khác, họa may có chăng? Chạy đi ba nhà không bằng ngồi yên một chỗ, nghìn vạn lần xin ngài một cái áo. Thực tình ở đây chúng tôi không có, nếu có lập tức xin dâng ngài. Nếu không có hả? Thế thì xin ngài cùng ta hãy nếm thử cái gậy sắt này xem sao. Thưa Thượng Tiến, ngài chưa ra tay, ngài chưa ra tay. Ờ, để tôi hỏi lại em tôi xem Nó có thứ gì mà ngài cần Sẽ đem đưa dân ngài Ông em của người ở đâu? Các em tôi là Nam Hải Long Vương Ngào Khâm Bắc Hải Long Vương Ngào Thuận Và Tây Hải Long Vương Ngào Nhọn Lão tuấn này không đi Tục ngữ nói Ba mà ở xa thì không bằng hai mà ở gần Chỉ mong dù dài dù ngắn Cho một bộ mặc được Thì hay nhất không phiền thượng tiên phải đi, tôi có một cái trống sắt, một cái chuồng vàng. Khi có việc gì khẩn cấp thì đánh trống khua chuồng, giây phút các em tôi sẽ đến ngài mà. Đã vậy, ngài cho đánh trống thúc chuông ngay đi. Tức thì tướng ba ba chạy vào khua chuông, xoái thùng luồng quay ra đánh trống. Một lát, sau khi chuông trống vang lên, quả nhiên kinh động đến Long Vương ở ba biển phút chốc đến tụ tập cả ở bên ngoài. Tại khá có điều gì khẩn cấp mà khua chuông đánh trống? Có một vị thánh chính trời sinh ra ở núi Hoa Quả, trước đến nhận ta là nghĩa hàng xóm, sau đòi ta một thứ bình khí. Ta đưa cây đào thì cho là nhỏ, đưa cây họa cách thì cho là nhẹ. Đưa đến khối sắt thần dưới đáy thiên hà, vị thánh ấy mới cầm lên đem về đây. Nhưng lúc này vẫn còn ngồi ở trên cung ta, đòi ta phải cho một bộ giáp nữa. Ta không có, nên mới đánh trống khùa chuồng, mời chư hiền đệ đến. Các hiền đệ có thứ gì mặc được thì đưa tặng ngài để ngài về. Ngao không nghe nói, giận lắm. Anh em chúng ta phải điểm binh cho bắt nó mới được. Ấy chớ, chớ nói bát, khối sắt kia của nó, mua lên thì phải có đứa chết, bổ vào đầu thì có đứa bỏ mạng, và cua lên thì có đứa rách ra gần bóng. Long Vương Tây Hải ngao nhuận nói, Hai anh không nên đột đến nó, chỉ nên đem thứ gì mặc được biếu nó, cho nó ra khỏi cửa rồi, chúng ta sẽ làm sớ tâu lên thiên đình tự, trời sẽ dẹp nó bắc hải long vương ngao thuận nói lời nói ấy rất phải đây tôi có một đôi giày vân bằng tơ nõn sen tây hải long vương ngao nhuận nói tôi đang mặc một cái áo giáp giáp vàng nam hải long vương ngao khâm nói tôi có một cái mũ cánh phượng giáp vàng thấy vậy lão long vương hơi bớt lo và dẫn cả vào thủy cung để chào hầu vương rồi đem những thứ ấy đưa biếu Ngộ không đội lấy mũ vàng, mặc áo giáp lên mình, đi giấy vân rất chỉnh tề, rồi cầm cây gậy nhí nói với các long vương. Thật làm phiền các hai Rồi vui vẻ ra về. Nhưng bốn long vương rất bất bình, bàn nhau sẽ làm sớt tâu linh ngọc hoàng. Hầu vương rẽ nước về thẳng đến chỗ đầu cầu sắt. Bốn khỉ già dẫn lũ khỉ con đến đón ở bên cầu. Chợt thấy hầu vương nhảy ra khỏi con nước mà mình không bị ướt gì cả. Khi đi lên cầu, trên người ánh vàng sáng quắc bọn khỉ liền quỳ cả xuống cha, đại vương đẹp quá trung oai quá hầu vương tươi tỉnh bảo tất cả ngồi xuống rồi đem cây thiết bổng cắm ngay ở giữa bọn khỉ không biết hay giờ xúm lại mó vào như chuồn chuồn bám cột mà cây thiết bổng cứ trơ trơ không nhúc nhích gì cả thấy vậy con nào con ấy đều kinh ngạc thè cả lưỡi ra Đại vương ơi, cái này nặng lắm, đại vương thử nhắc lên xem. Hầu vương lặn gần, thò tay nhắc lên. Ha <laughs> ha vật đều có chủ, cái bảo bối này để trong kho dưới biển không biết đã mấy trăm mấy nghìn năm rồi. Đáng quý là năm nay lại phóng ra hào quang, lòng vương chỉ coi đó là một khối sắt đen, lại gọi là thần quý ở đáy thiên hà, bọn họ khiêng vác không nổi, mời ta đích thân đến lấy. Lúc đầu bảo bối dài hơn hai trượng Ta cầm lên đăng chê nó hơi kềnh càng Thì nó bé ngay đi một tí Lại bảo nó bé nữa Thì nó lại bé thêm Ta vội vàng đem ra xem Trên có một hàng chữ Gậy như ý bịt vàng Nặng một vạn ba nghìn năm trăm cân Các người lại đây Đợi ta hô một tiếng biết Thì nó biến ngay cho mà xem Mộ không cầm bảo bối trong tay Hô nhỏ đi Nó nhỏ ngay lại như cái kim thêu rồi đem bỏ vào trong tài giấu đi. Bọn khí đều kinh ngạc. Xin đại vương lấy ra, đại vương lấy ra đi. Ngộ không lấy nó ở trong tài ra, rồi để lên lòng bàn tay, hô, to ra. Tức thì nó lại to ra, dài chừng hai trượng. Ngộ không làm trò rất đắc chí nhảy ra khỏi cầu, rồi quay ra ngoài động. Dở phép thần thông, ưỡn lưng hô, lớn à. Tức thì mình cao lên hàng vạn trượng. Còn cây gậy như ý trong tay cũng to dài ra như cái trụ chọc trời. Sau một lát, thu phép về, đem bảo bối biến lại như cái kim thêu giấu vào trong tay rồi quay về trong động phủ. Ma vương các động đều đến lạnh mừng. Ngay buổi ấy, trong động mở cờ gióng chúng, thanh la chúng chiêng khu vang trời và mở tiệc ăn mừng. Nào rượu dừa, rượu nho, đủ trăm thứ của ngon món lạ hầu vương cùng con cháu anh em ăn tiệc no say rồi lại thao diễn như trước hầu vương phong cho bốn khỉ già làm kiện tướng cho hai con khỉ đỏ đít gọi là nguyên soái họ mã họ lưu hai con khỉ thẳng lưng gọi là hai tướng quân họ bàng họ ba mọi công việc đóng doanh hạ trại thường phạt đều giao cho bốn tướng ấy đảm nhiệm còn hầu vương thì yên chí ngày ngày đi mây về gió giao du bốn biển ra oai võ nghệ tìm bạn anh hảo lấy phép thần thông kết rộng bầu bạn lúc ấy kết nghĩa được sáu anh em là ngưu ma vương giao ma vương bằng ma vương sư đà vương dĩ hầu vương ngẫu nhung vương kể cả mỹ hầu vương là bảy ngày ngày các vương lại cùng hầu vương bản văn giảng võ chén rượu chén chè điệu múa khúc hát sớm đi tối về không lúc nào là không vui Thật là gật đầu thẳng suốt ba nghìn dặm, quay lưng đã vượt tám trăm đường. Một hôm, hầu vương cho bốn tướng bày yến tiệc ở trong động, rồi mời sáu vương kết nghĩ đến uống rượu. Nào giết châu, mổ ngựa, tế trời tế đất. Cả đám nhảy múa ca hát và ăn uống được một phen say bí tỉ. Sau khi đưa chân sáu vương kia về đâu đấy, lại khao thưởng các tướng lớn nhỏ trong động rồi hầu vương ngồi dưới bóng cây bên cầu sắt chỉ một lúc đã ngủ thiếp đi bốn tướng cắt quân bảo vệ chung quanh không ai dám to tiếng trong giấc ngủ hầu vương mê thấy có hai con quỷ mang một tờ chát đến trên có ba chữ tôn ngộ không hai con quỷ đến gần tôn ngộ không chả nói năng gì hết lấy dây chói ngay ngộ không lại rồi dẫn đến một ngôi thành lúc này cơn say của hầu vương đã tỉnh dần ngừng đầu lên xem, thấy trên thành có một cái biển sắt, trên biển có ba chữ to. Cõi âm phủ, Hồ Vương chợt tính hẳn. Cõi âm phủ là chỗ Diêm Vương ở, làm sao lại dẫn ta đến đây? Tuổi dương thọ của người đến đây là hết, ta vâng lệnh đến đây bắt người đó. Lão tôn ta đây đã không thuộc Diêm Vương cai quản, cớ sao lại dám bắt ta một cách hồ đồ thế? hai quỷ kia vừa lôi vừa kéo đang định dẫn tiếp đi nơi khác thì hầu vương bực tức lấy ngay bảo bối trong tay ra phất một cái lại to như trước Dơ lên nện cho hai con quỷ kia nát như như tương bầu rồi tự cởi trói ra quay trở lại vác kệ đánh vào trong thành khiến cho bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa chạy trốn tán loạn cuối cùng phải chạy vội vào trong điện xâm la báo với diêm vương thưa đại vương tài vạ tài vạ ngoài kia có một ông sấm ông xét gì đó má đầy những lông sống lên đánh chúng thôi Mười diêm vương hoảng sợ vội vàng mặc áo chỉnh tề xuống thềm thấy người kia tướng mạo hung dữ bèn đứng thành hàng thứ kêu to lên xin thượng tiên cho biết tên là gì ngươi đã không biết tên của ta sao lại dám sai người đến bắt ta không dám thế không dám thế Chắc là chúng nó làm nhầm Ta vốn là thánh do trời sinh ra ở Thủy Liêm Động núi Hoa Quả Tên là Tôn Ngọ Không Còn các ngươi là quan chức gì? Chúng tôi là mười diêm vương ở âm phủ Phải xưng ngay tên ra thì ta mới tha cho Chúng tôi là Tần Quảng Vương Sơ Giang Vương Tông Tê Vương Đỗ Quan Vương Diêm La Vương Bình Đảng Vương, Thái Sơn Vương, Đồ Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. Các ngươi đã lên được ngôi vương là những hạng người linh thiêng, sao lại không biết điều phải điều trái? Lão Tôn Đi tu tiên đắc đạo thọ cùng trời đất, vượt ra ngoài tam giới, chạy ra khỏi ngũ hành, làm sao lại dám sai người nếp bắt ta? xin thượng tiên nguôi con giận thiên hạ cùng tên cùng họ có nhiều chắc là bọn quỷ ấy bắt nhầm đấy à chớ ăn nói hàm hồ người ta thường nói quan lại có nhầm chứ dân không nhầm ngươi phải lấy ngay sổ sinh tử ra đây để cho ta xem diêm vương nghe nói liền mời hầu vương lên điện xem sổ ngộ không cầm cây gậy như ý lên thẳng điện sâm la ngồi ngay ở giữa quay mặt về phía nam. Diêm vương sai phán quan lấy sổ ra cha. Phán quan vội vàng đến phòng giấy, lấy ra năm sáu quyển sổ và sổ biên tên mười loại chúng sinh trình Hậu vương xem qua một lượt. Quái, chả thấy tên tôn ngộ không đâu cả. Lại xem đến sổ loài khỉ. Thì ra, loài khỉ tuy giống người nhưng lại không được ghi tên vào sổ người. Tôn ngộ không lấy quyển sổ này tự duyệt lấy, đến mái số hồn 1350 mới thấy có tên họ Tôn Ngộ Không là khỉ đá trời sinh ra. Thọ đến 342 tuổi là chết. Ngộ Không nói, ta cũng chẳng biết là thọ được bao nhiêu năm rồi. Bây giờ xóa tên này đi là xong. Đem bút ra đây. Phán quan vội vàng lấy bút ra chấm mực. Hầu vương giờ sổ ra, nhằm thấy cứ là loài khỉ đều xóa hết tên đi rồi ném sổ xuống. Thế là xong, từ nay ta không thuộc các ngươi cai quản nữa. Hầu vương cầm gậy như ý ra khỏi âm phủ. Các diêm vương không ai dám đến gần. Cả mười đều chạy đến cung Thúy Vân, yết kiến Bồ Tát, địa tạng vương. Bàn nhau sẽ làm tờ sớ kiện lên ngọc hoàng. Hầu vương ra khỏi cõi âm phủ, bị vấp vào đám dây cỏ, sực tỉnh dậy, mới biết đó là một giấc chiêm bao. Bên ngoài, các tướng cùng bọn khỉ con đang gọi to. Đại vương uống nhiều rượu, ngủ suốt một đêm rồi, còn chưa tỉnh ngư. Ta vừa ngủ được một lúc, thì chim bao thấy có hai con quỷ đến bắt giải ta đến ngoài cửa thành cõi âm phủ. Ta mới tỉnh ra, hóa phép thần thông quát mắng đến tận điện xâm la, cãi nhau với bọn diêm vương ấy, đòi đem sổ sinh tử ra xem qua một lượt. Hễ thấy tên bọn ta thì ta đều xóa thoét đi hết thế là ta không thuộc bọn hậu cái quản nữa bọn khỉ vui mừng cúi đầu lạnh tạ hầu vương sai bốn tướng báo cho ma vương các động biết chúng đều đến lạnh mừng chẳng bao lâu sáu anh em kết nghĩa lại đến chúc mừng nghe tin được xóa tên ai nấy đều hết sức vui sướng càng thích đến tụ tập vui chơi với hầu vương từ đấy bầy khỉ sống ở trên núi chẳng còn biết có sống chết gì nữa và được sống mãi không giả lại nói đến ở trên thiên đình một hôm ngọc hoàng đang ngự họp các tiên văn võ chợt có khâu hoành tế chân nhân tâu lên muốn tâu vạn tuế ở ngoài cửa điện thông minh có đông hải long vương dâng sớ xin ngài truyền phán ngọc hoàng truyền chỉ gọi ngao quảng đến dưới điện linh tiêu Lại tạ Kim Đồng đỡ lấy tờ sớ dưng lên. Ngọc Hoàng cầm lấy xem qua. Sớ tâu. Tiểu thần là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ở miền Đông Châu, kính tâu Thánh Thượng. Vừa qua có yêu tiên tôn ngộ không sinh ra ở núi Hoa Quả, Thủy Liêm Động. Y đến mắt nạt tiểu thần, vào thủy cung đòi binh khí, ra oai ra phép và đòi cả thứ mặc vào mình cậy thế hành hung làm náo động cả thủy tộc xua đuổi rùa cua ba ba nam hải long lo buồn nơm nớp tây hải long sợ hãi thảm thê bắc hải long vội rụt cổ ra hàng tiểu thần ngao quảng phải lạy lục đưa cho một cây sắt thần quý cái mũ vàng cánh phượng và áo giáp dày vân khi tiến chân y vẫn dương võ không ai dám đối địch lại cúi xin thánh thượng cho ngay thiên binh đi đánh bắt yêu nghiệt đó để cho non biển thanh bình dưới cõi thủy tộc được yên vui kính tâu ngọc hoàng xem xong truyền cho long vương về biển phán cho sai ngay tướng minh đi bắt nã long vương lại tạ ra về ở dưới lại có các tiên nông thiên sư tâu lên muốn tâu thánh thượng có tần quảng vương ở âm phủ xin dâng sớ của địa tạng vương bồ tát ở bên có ngọc nữ truyền tin đỡ lấy tờ sớ ngọc hoàng cũng xem ngay từ đầu sớ tâu cõi âm phủ là âm ti dưới đất trời có thần đất có quỷ âm dương luân chuyển chim có sinh mà thú có chết sống mái thay phiên hóa hóa sinh sinh đó là số kiếp tự nhiên không thể đổi thay nay có con khỉ yêu quái trời sinh ra ở thủy liêm động núi hoa quả là tôn ngộ không càn rỡ hung ác dùng phép thần thông đến đánh các quỷ sứ ở cõi u minh cậy sức mạnh làm kinh động cả mười điện diêm vương đại não điện xâm la cưỡng xóa tên tuổi trong sổ khiến cho những loài khỉ không còn chịu bó buộc các loại vượn lại được sống mãi phá mất cả kiếp luân hồi không còn biết có sống chết gì nữa bần tăng dâng sớ Cúi xin Ngọc Hoàng sai thần binh hàng phụng yêu quái ấy Chấn chỉnh lại âm dương Để cho yên nơi địa phủ Kính tâu Ngọc Hoàng xem xong truyền Cho Diêm Vương cứ trở về địa phủ Chậm xe xài bình tướng đi bắt Tần Quảng Vương cũng cúi đầu lại tạ ra về Ngọc Hoàng họp các tin văn võ lại con khỉ quái cây sinh ra đã bao nhiêu năm Đi tu từ lúc nào mà có phép đạo như thế Ngọc Hoàng nói chưa dứt lời Thì thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ đã từ trong ban đứng ra tâu Con khỉ này là con khỉ đá Trời sinh ra từ 300 năm trước Lúc đó không coi ra gì Nay không biết đã tu bao nhiêu năm Ở nơi nào mà thành tiên hàng long phục hộ Xóa cả sổ sinh tử ở âm ti như vậy Thần tướng nào có thể xuống hạ giới hàng phục được nó? Nói chưa xong, có sao Thái Bạch Tràng Canh ở trong ban gia phục tâu? Bẩm Thánh Thượng, phàm ở trong ba cõi, hệ có chín khiếu đều có thể tu tiên. Loài khỉ ấy chính là trời sinh ra, được mặt trời mặt trăng trung đúc lại, cũng đội trời đạp đất, ăn xương uống tuyết, nay đã tu đạo thành tiên có tài hàng long phục hổ có khác gì người đâu xin ngọc hoàng ghi đến đạo hóa sinh xuống một đạo chỉ chiêu an dụ hàng gọi lên thượng giới trao cho một quan chức lớn nhỏ gì đó ghi tên y vào sổ thiên tào bắt buộc y phải ở đây nếu y tuân theo thì sau lại thăng thưởng nếu y trái lại sẽ bắt lấy một là khỏi khó nhọc đến minh tướng hai là hợp với đạo thu dụng các tiên ngọc hoàng nghe nói rất mừng tức thì sai sao văn khúc thảo tờ chiếu đưa cho sao thái bạch kim tinh đi chiều an thần sao kim lĩnh chỉ đi ra ngoài cửa trời nam cưỡi mây đi xuống đến thẳng động thủy liêm núi hoa quả cặp bọn khỉ nhỏ hỏi ta là thiên sứ trời sai xuống có thánh chỉ gọi đại vương các ngươi lên thượng giới các ngươi mau mau đi báo ngay cho bọn kia ngoài động lần lượt truyền qua các tầng báo vào trong động thưa đại vương ngoài kia có một ông già cầm một tờ văn thư xưng là sứ trời có chỉ gọi đại vương hai hôm nay ta đương nghĩ đến việc lên trời ngay lại có sứ đến gọi mau ra mời ngay sứ trời vào đây hầu vương mũ áo chỉnh tề ra ngoài cửa đón tiếp thần sao kim đi thẳng vào chính giữa đứng quay mặt về phía nam ta là thái bạch kim tinh vâng chỉ ngọc hoàng chiêu an xuống đây tìm ngài để lên nhận tên ở sổ tiên đa tạ lão thần có lòng đến đây sau đó hầu vương định sai bọn khỉ bày tiệc khoản đãi thần sao kim từ chối Thánh chỉ ở trong mình Không dám ở lâu Xin mời đại vương đi cùng Đợi khi được vinh thăng rồi Sẽ thông thả chuyện trò sau Ngộ không gọi bốn kiện tướng đến Cắt đặt mọi công việc Hãy dạy cho con cháu tập luyện cẩn thận Đợi ta lên trời xem sao Rồi sẽ đưa các ngươi cùng lên ở một thế Bốn tướng tuân lời Hồ Vương và thần sao kim cưỡi mây đi thẳng lên trời sau khi lên thiên đình ngọc hoàng sẽ giao cho hầu vương giữ quan chức gì xin mời các bạn theo dõi trong buổi sau